Hôm nay thì mình sẽ rời khỏi thành phố Buôn Mê Thuột ha các bạn. Bây giờ là 9:30 sáng. Trời các bạn thấy thì cũng có nắng đó, nhưng mà nó ui ui, chút xíu là sẽ mưa. Mình mặc sẵn cái quần áo mưa luôn. Cái chong chóng của mình nó vẫn còn quay bình thường nha các bạn. Bạn nào mà qua làm xe thì cứ gặp bạn Thu Ngân á, kêu là cho xin một cái chong chóng. Thì một cái chong chóng nó sẽ bao gồm là một cái chân, hai miếng dán và cái phần mà quay ở phía trên. Cái miếng dán đầu tiên á, các bạn dán vào cái đế, sau đó các bạn dán lên cái phần trước gió, rồi các bạn dán thêm một miếng dán nữa lên cái phần mà cánh quay. Mê Thuột thì còn một cái chốt, nói chung là để đi hết quốc lộ đoạn 14 Đắk Nông thì chốt rất là nhiều, chạy hơi bị áp lực luôn các bạn. Nếu mà ở đây đường nó bình thường thì chạy thoải mái lắm. Sau khi mà mình quay cái lon với lại cái cổ SC pha ke cho các bạn xem với lại nghe thử cái âm thanh á, thì có bạn hỏi mình là sao anh không mua cái bộ full system cho nó. Được phép đi hẳn khi đèn đỏ. Câu đó đó thì nó có hai cái vấn đề. Tại cái thời điểm mà mình mua xe này á, không có cái bộ cổ full dành cho nó. À, tính ra là ba vấn đề lận. Cái vấn đề thứ hai á, là cái xe này á, nếu như mà muốn đi hiệu sức nó ngon á, thì phải đi cái cổ Akabuvit và cái lon Akabuvit luôn thì nó mới ngon được. Rồi tiếp tới cái vấn đề thứ ba, không tính ra nó tới 4 vấn đề luôn á. Vấn đề thứ ba là về kinh phí khi mà mua em nó. Thì một cái bộ bô với lại cổ clip on cho cái xe này á, hình như cao vít là nó full từ trên máy xuống luôn á, thì giá nó dao động đâu đó khoảng 60-70 triệu gì đó, mình nhớ không lầm là cỡ đó. Các bạn thấy cao không đó. Còn nếu mà đi cái khúc mà clip on chi bô không á, của SC á, thì là 46 triệu. Rồi nói về cái âm thanh đi. Âm thanh của cái dòng Akabuvit dành cho cái xe này á, nó ra tiếng không hay là thứ nhất. Thứ hai á, là cái lon SC với cái cổ clip on dành cho dòng xe này á, thì nó hơi nhỏ, tiếng nó nhỏ, tại vì nó thiết kế sẽ khác so với là cái bộ mà mình đang đi pha ke này. Thành ra là cái tiếng nó mình thấy không được khoái lắm, mà giá thì nó tới 40 mấy củ lận. Rồi xong, cái đó là cái giai đoạn đầu nha. Giai đoạn đầu thì lúc đó mình tính là, các bạn không tin đâu, là mình tính đi cái xe này là bô-zin luôn á, bô-zin bầu-zin luôn. Tuy nhiên thì có một ngày đẹp trời thì chạy vô hãng, mới chạy thử cái xe mà đang gắn ở trên cái cổ, đang gắn xe hãng á, thì nghe nó hay quá đi, ok vừa ý, thì mới qua cái chỗ mà bán cái bộ đó để mua. Nhưng mà mua xong rồi á, thì mới phát hiện ra cái vấn đề là
xe của hãng á, có đi xử lý sơ lại cái cổ rồi, thành ra nó ra cái tiếng vừa ý. Nhờ bên bán cái bộ cổ này cho mình á, thì họ bán nguyên bản rồi, lầu sản xuất sau để dạy bán, cho nên là nó có sự khác biệt nhẹ về cái phần cổ. Rồi thôi thì cũng tạm chấp nhận được đi. Xong rồi mới đi canh chỉnh dyno map. Thì các bạn biết là khi mà dyno canh chỉnh xăng gió thì nó cũng tốn hết 10 hay 12 triệu gì đó, cả cái lọc gió luôn. Rồi vậy là để đi luôn cho tới bây giờ. Đi luôn tới bây giờ thì mình mới kiếm được cái lon SC mà cái đầu vô bô cổ bô của nó là chỉ có 60 thôi. Còn cái bô mà Levin mình đi, cái cổ mà gắn vô, cái phần mà gắn vô cái cổ bô với lại cái bô á, thì nó tới 65, phải đi thêm một cái vòng nhôm để cho nó ra 60 mới gắn vô cái cổ. Thì nó cũng hơi bất cập á. Thì bây giờ đổi được cái lon SC Fake này á, cái đầu vô của nó là 60 luôn, không cần phải gắn thêm cái vòng nhôm. Rồi cái chiều dài của nó nha, dài hơn lon Vensi chút, và cái lưới ở bên trong thì nó sẽ khác. Mỗi một cái bô nó khác nhau cái chỗ là cái lưới nè, rồi nỉ ở bên trong thì cái âm thanh nó ra nó sẽ khác nhau. Như cái lon này nè, mình chạy tốc độ như vậy thì cái âm thanh bô ra ok. Còn cái lon Levin á, khi mà mình đi tốc độ hấp vậy nè, cái tiếng nó ra lẹt đẹt kỳ lắm, mà phải chạy tốc độ cao nghe nó mới đã. Wow, có idol TikTok bán cà phê luôn kìa các bạn. Giờ đi đâu cũng thấy có idol bán cà phê hết. Rồi đó là cái nhân duyên của mình với lại mấy cái cây bô trên MT10. Thật ra mà nói thì đi cái kiểu pha ke giống như của mình đang gắn đây nè, thì nó là một cái dạng pha ke cao cấp, chứ không phải là pha ke theo cái kiểu là dởm dởm bạn. SC pha ke nhưng mà cái thân của nó được làm bằng titan luôn. À, cái lưới bên trong thì mình không biết là có phải làm bằng titan hay không. Mình nhớ là có một cái loại pha ke nó có làm bằng titan cái lưới trong luôn á. Thì nói chung là nó không phải hàng chính hãng thôi, nhưng mà về cái chất lượng của nó với lại cái độ hoàn thiện của nó thì cũng ngang ngửa với hàng xịn rồi, đâu khác gì đâu. Mà trong khi hàng xịn một cây bô nó tới 20-20 mấy triệu. Cho nên là cái phương án đi hàng pha ke này thì cũng không có vấn đề gì hết á. Rồi còn cái cổ, thì cái cổ này á, là titanium luôn. Nhưng mà titanium này thì tất nhiên nó sẽ không bằng được titan của hãng rồi. Tại vì titanium mà của hãng bô người ta làm á, là nó cái hàm lượng titan nó tốt và nó có cái độ dẻo, nó ít bị gọi là tét hay nứt. Còn ví dụ như cái titan Việt Nam mình làm thì nhiều khi nó giòn, nó dễ bị nứt tét trong quá trình mà sử dụng. Nhưng mà xài tới giờ thì vẫn còn ok, tại vì cổ mà dành cho phân khối lớn á, thì hầu như cái độ dày với cái độ hoàn thiện của nó cũng cao nữa. Mình đi thấy cũng bình thường. Nhưng mà có điều thì cái độ cong hay là cái độ uốn lượn rồi thiết kế của nó thì sẽ không ngon bằng như hàng chính hãng thôi. Không phải tự nhiên mà hàng chính hãng nó tới 46 triệu mà hàng pha ke nó có 10 triệu à. Còn cái lon bô có 2,5 triệu. 2 triệu chứ không phải 2,5 triệu nữa. Thêm cái bát nữa mới là 2,5 triệu. Thì với cái mức giá mà nó chênh lệch nhiều như vậy thì làm sao có thể là so ngang hàng với lại hàng chính hãng được. Có những loại xe đó thì nên đi full system của Akabovic hoặc là của các cái hãng bô khác. Nhưng mà có những dòng xe đó thì khi mà các bạn gắn đồ xịn hay là đồ pha ke gì thì nó cũng gần như nhau hả. Chỉ khác có cái là hiệu suất thôi. Tất nhiên là hiệu suất của cái đồ pha ke thì nó sẽ không có được, không có được ngon rồi. Còn về cái âm thanh thì nghe cũng được. Chắc các bạn cũng thắc mắc là mình thường chạy không chốt rồi mình chạy ghê lắm là sao, sợ công an hay sao mà chạy chậm vậy, đúng không? Cái câu này thì nói trong rất là nhiều video clip khác rồi. Khi mà mình biết ở phía trước đó, nó có cái vực hẳm thì không thể nào mà mình lao đầu vô hết.
chỉ trừ cái trường hợp ví dụ như là mình đi mà mình không biết ở phía trước vực thẳm thì có thể là mình liều được, đúng không? Cho nên là cái gì cần phải phải liều thì mình liều, cái nào mà nó chắc cú thì mình làm, như vậy nó mới bảo toàn được cái lực lượng. Chịu khó chạy chậm chút xíu ở cái đoạn này thôi thì qua khỏi cái chốt này rồi thì phải ra, mà không nhẫn nại được thì chạy nó nhanh được chút, à nhanh hơn cao lắm chừng 5-10 phút à, qua tới chốt này nó chặn nguyên cái đường lại luôn, bắt xong phim. Tự nhiên cái là phải tốn triệu mấy, 2 triệu bạc khơi khơi, nó rất là vô bổ luôn. Mình chạy chậm chút xíu như vậy á, vậy chứ đỡ tốn. Nói về cái vấn đề mà người ta hỗ trợ để mình đi liền á, thì tất nhiên mình có lỗi rồi người ta mới bắt, chứ phải tự nhiên người ta bắt hơi khơi để người ta móc tiền mình đâu. Cho nên nếu mà nói công an bắt làm tiền đồ mình thấy cũng không đúng. Tại vì các bạn không sai thì chả ai bắt làm gì. Đó mà bây giờ người ta không có gọi là du di, không có nhận tiền á, thì người ta giam bằng giam xe các bạn thôi. Nếu mà chịu thì ok, đi đóng tiền nhà nước vậy thôi, có qua có lại thôi các bạn. Còn cái trách nhiệm của họ thì họ làm thôi, mình đâu có thể nào trách được là đứng bắt cả ngày cả đêm mà bắt tàn sát người dân được các kiểu, đúng không? Mình khó chịu thì khó chịu thiệt á. Tại vì sao? Chốt quá trời quá đất đi. Nhưng mà nếu mà xét trên cái phương diện là công việc của người ta thì người ta làm thôi. Rồi thêm trách nhiệm nữa. Chả lẽ người ta ra người ta đứng để cho các bạn chạy bừa được. Thì nói chung là mình chả bên công an hay là bên người dân, bản thân mình đi cũng sai mà chứ đâu phải mình đi đúng đâu. Ví dụ như cái đoạn này có công an mình chạy chậm nè, biết là chạy chậm là để đối phó chứ không phải là chạy chậm là gọi là ý thức. Khi mà người dân người ta có ý thức á, thì cho dù không có chốt hay gì đó người ta vẫn không có vi phạm. Còn ví dụ như mà bắt theo cái kiểu là để đối phó thì người ta sẽ không có phục các bạn. Người ta chỉ đối phó hình thức thôi. Nếu như mà mình mà học giỏi rồi có điều kiện mà vô được cho trong nhà nước làm thì nhiều khi mình sẽ cống hiến nhiều cái nó thiết thực hơn. Cái của bộ trưởng bộ giao thông á, mà nên làm á, là nên làm sao để cho người dân á, có cái trách nhiệm và phân bổ cái tốc độ của phương tiện á, nó phù hợp một chút xíu để cho người dân á, người ta đi tới đi lui nó thuận tiện, rồi ý thức á, nó cũng nâng cao lên. Đường xá thì không cần mà phải làm đẹp giống như bên Mỹ đâu, nhưng mà nói chung là nó cũng phải đảm bảo an toàn cho người dân người ta chạy xe một chút. Chứ còn ví dụ như nhiều khi cái đường đang đẹp vậy nè, có nguyên cái ổ voi bằng cái húng hơn trước vậy đó. Nếu mà người lạ lạ không biết thì chạy lao vô chắc chỉ có ngáp thôi. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Chỉ cần chạy chậm thôi, va vô những cái đó là cũng đủ té rồi, chứ không cần mà chạy nhanh đâu các bạn. Chạy nhanh là chắc 1 tháng về được 2 lần. Trong cái video clip mà mình đi Măng Đen về, mình có quay các bạn ở cái đoạn đường ở Bình Phước, Trơn Thành á. Cái đường nó đẹp khủng khiếp luôn, tự nhiên cái có nguyên cái ổ voi. Quá là ghê gớm. Bởi đi nhiều á, gặp mấy cái cảnh đó, các bạn mai mốt các bạn không có dám mà chạy nhanh khi mà các bạn đi trên đường. Tại vì mà thí dụ như là 2 tháng trước mình đi cũng cùng con đường đó đúng không, nó đang đẹp
tháng sau các bạn quanh lại tự nhiên ở đó có cái ổ gà ổ voi hay gì đó nó hư mà các bạn đâu biết đâu. Mình cứ kéo đều đều giống như vậy sao xử lý cho kịp. Cái tầm quan sát của mình khi mà mình nhìn thấy cái mặt đường nó có chướng ngại vật á, là ở đâu đó cỡ 100-150 mét là cao rồi. Với cái tốc độ mà mình đang đi hiện tại là 50 nha, thì sẽ quan sát thấy được chướng ngại vật. Chứ còn mà tốc độ các bạn từ khoảng 80 đổ lên là hôi hô rồi. Đó nó tính cái quãng đường mà các bạn mà di chuyển, nó tính là mét trên giây, nhanh lắm. Thoáng qua cái 100 mét là tới ngay bánh xe rồi, khỏi thắng luôn. Lúc đó ông đầu chỉ có một ý niệm thôi, xong phim. Đúng cái chữ đó luôn, xong phim. Rồi xong cái đùng. Hôm bữa đó mình bị cái chiếc xe chia là cũng bị vụ đó. Khi mà mình vừa lách ra cái mình thấy chướng ngại vật nó rồi xong. Mà trong đầu mình lúc đó nó hiện ra hai cái vấn đề. Thứ nhất á, một á là cái khả năng mà tông trực diện vô cái vật phía trước á, là khả năng cao, là ra đi cao lắm, 80-90%. Khả năng thứ hai á là làm sao mà để có thể là hạ cánh an toàn. Nó chỉ có hai cái đó thôi chứ các bạn không còn làm được cái gì nhiều hơn nữa hết. Tốc độ lúc đó nó 70-80 à, từ khoảng 100 nó giảm xuống 70-80, cho tới cái lúc mà va chạm đó thì chắc nó cũng còn được 30-40. Nhưng mà không có kịp để xử lý được cái tình huống đó. Lúc đó các bạn không có nghĩ, các bạn nghĩ là nhiều thế vấn đề lắm, nhưng mà mình không kịp xử lý. Với lại là xe nữa, quan trọng là cái xe nó có quen xe được hay chưa nữa. Còn nếu mà không có quen xe là không có làm gì được hết. Rồi lúc đó tinh thần mình nó có thoải mái hay không, mình nó đang tập trung mình chạy hay là bị phân tâm. Hôm bữa đó hình như đang bị phân tâm. Mình mới qua một chốt cảnh sát giao thông các bạn, vừa tính bơm luôn á. Nay là mấy ảnh dời chốt xuống sâu dưới này rồi. Hỏi vô các bạn, hỏi vô thì mình chấp hành thôi. Tại vì nãy giờ mình chạy cũng đúng tốc độ mà, đâu chạy nhanh đâu. Cái nói chuyện với mấy ảnh một hồi, kiểm tra giấy tờ xe, bằng lái. Cái mấy anh kêu bồ hơi lớn. Thế mình cũng cười thôi chứ sao giờ. Xong rồi nói chuyện, nói chung vui vẻ lắm. Mấy ảnh kêu là xe phân khối lớn mà đi trong khu dân cư. Hồi nãy mình không có bật máy quay. Ảnh hỏi là có đang bật máy không, mình nói là không. Đó, cũng muốn bật lên cho các bạn xem lắm đó chứ, nhưng mà nhiều khi á, mình đang làm việc chứ người ta mà mình bật cái máy lên nó mất cảm tình lắm. Tại vì bật cái máy lên là thứ nhất là nó có tiếng, hoặc là nếu như mà mình bật trước rồi đó thì nó sẽ có cái đèn, người ta nhìn ta biết liền à. Mà khi mà làm việc chứ người ta mà mình mở lên vậy á, dù là mình không có sai không gì hết á, nó cũng rất là mất cái thiện cảm. Thành ra là mình không có quay. Rồi để về nếu ấy thì mình trích xuất cái camera ở trên xe cho các bạn xem cũng được. Cái đó là mình xem riêng để cho mình biết cái cách mà xử sự khi mà mình đi vô mình chập chốt công an mà mình đang chạy đúng nha. Nhưng mà dù đúng hay sai á, nhìn trên xe của mình á, thì cũng tùm lum hết. Thứ nhất là đèn chở sáng, thứ hai là bô to nè đó. Rồi gắn camera phía trên, rồi tai nghe trong nón bảo hiểm. Thì thật ra mà nói khi mà mình gắn những cái thiết bị lên trên nón bảo hiểm mình chạy là cũng không đúng đâu các bạn. Tai nghe trong đó cũng không được xài nữa. Là có vi phạm chứ không phải không có, nhưng mà mấy cái lỗi nhỏ nhỏ giặt giặt đó thì người ta cũng không có quan tâm làm gì. Chủ yếu ở trên quốc lộ 14 này á, bắt là bắt tốc độ là chính thôi. Thì nãy bắt vô nói chung là nói chuyện vui vẻ lắm. Mình thì đang tính đường trống này nè, mình đang tính bơm là lúc đó hình như cũng 70-80 á, mà đoạn đó đâu có bắn tốc độ đâu.
Rồi cũng giống vậy nè, thì đâu có ấn tốc độ đâu, nhưng mà nghe tiếng vô từ xa thì hỏi. Tại vì cái thứ nhất á, là vô kiểm tra giấy tờ, có những cái xe mà không giấy á, thì thôi thua luôn. Hoặc là ví dụ như mà hỏi vô vi phạm tốc độ, nhưng mà rất tiếc nãy mình không có vi phạm. Rồi xong nói chuyện nhau vui vẻ rồi đi. Nói chung vậy cũng có cảm tình với mấy anh giao thông ở quốc lộ 14. Mấy ổng nói là cứ không sai là hỏi vô kiểm tra giấy tờ rồi đi thôi, không có gì hết. Mình mới đưa ra một cái câu chuyện là ví dụ như bây giờ á, nhiều khi á, em đi đúng nhưng mà gặp mấy anh mà thổi vô bô lớn thì cũng ngại. Thì mấy anh nói là không có vấn đề gì đâu, chỉ có cái là đi mình đừng có chạy trong khu dân cư mà chạy nhanh quá là được rồi. Xong rồi anh mới hỏi mình câu, xe này á, nếu mà chạy đường trường á, mình có thể chạy 200 không? Mình mới trả lời ảnh như vậy nè, nếu mà bây giờ em mà nói với anh á, em chạy 200 thì có phải là em vi phạm rồi không? Thì ảnh mới nói không, này anh hỏi thôi. Thì mình mới chia sẻ với ảnh là chạy là ngoài 200 là khỏe anh ơi. Ảnh mới nói là cái nón, nếu mà vậy chạy nhanh vậy là cái nón lắc dữ lắm. Mình mới nói không, anh im ru à, không có bị tạt gió nhiều đâu. Đó là cái cuộc mà giao lưu với lại anh cảnh sát giao thông ở cái chốt đầu tiên của Buôn Mê Thuột. Từ Buôn Mê Thuột đi ra đó, chốt đầu tiên. Tại mình đang chạy vậy nè, tự nhiên cái mà mình đang chạy đúng nha, tự nhiên ra hỏi mình nó, ủa, ủng phỏng, sao ta, không lẽ giờ mình thông. Nhưng mà mình thấy nó vô lý lắm, mà tấp vô luôn, thử coi là người ta hỏi mình cái gì. Đấy, mình tính là mình chỉ lượng nhẹ vô xong cái mình thông chốt luôn. Nhưng mà lượng vô mình nghĩ chả có vấn đề gì mà mình phải ngại ấy hết. Cho nên mình cứ tấp vô luôn, mình nói chuyện với người ta luôn. Bô lớn mà đứng cách đâu đó khoảng 700-800 mét mà nghe ra bắt rồi thôi thua. đi xe bô to nó dễ vậy, thà mình đi bô zin vậy á, mình chạy người ta không có nghe. Mình đi cái bô lớn là người ta đứng sẵn ra là mấy trăm mét người ta bắt rồi. Thì cái cơ hội mà các bạn mà không chốt được đó, nó khó lắm. Thế nè, bạn này hồi nãy cũng bị công an hỏi vô nè. Không biết là chắc cũng không có vi phạm gì, chỉ có kiểm tra giấy tờ rồi xong cho đi thôi. Sai chia. Mình á, là chỉ mình có một cái câu phương châm, câu mà lúc nào mình cũng nói chứ lại nhiều bạn là tôi là chỉ ngừng khi mà tôi muốn thôi. Chứ còn mà dùng vũ lực mà ép tôi ngừng thì tôi sẽ không ngừng đâu. Hoặc là hết xăng. Nó chỉ có hai vấn đề đó thôi. Nhưng mà nói thì nói vui vậy thôi. Mình đi thì mình biết dòm đường chút xíu. Ví dụ như ngoài khu dân cư mình chạy nhanh được, cứ vô mà gặp cái bản khu dân cư thì các bạn cứ chạy chậm đi. Hồi nãy mình nói với ổng luôn là ví dụ như bây giờ mà không có mấy anh bắt đi chăng nữa thì em mà vô khu dân cư em vẫn chạy đúng tốc độ à. Tại vì á, cái đường này nhìn thấy vậy thôi chứ người ta chạy băng ra băng vô nhiều ẩu lắm. Mình nói thẳng vậy luôn. Mà thực tế đi quốc lộ 14 á, thì các bạn cũng thấy rõ cái điều đó luôn á. Có thể là nhiều khi vô khu dân cư mình chạy nhanh hơn cái mức mà cho phép, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái ngưỡng an toàn. Chắc đây là người bạn của bạn Sa Chia hồi lúc nãy bị công an bắt, đứng anh đây chờ. Hai anh em chắc đi chung với nhau mà một người bắt người thông chốt hay gì á. Kệ, có gì chúc anh em lên đường thuận lợi bình an nha. Nhiều khi có nhiều bạn cũng ngại không có giao lưu. Đi đường á, mà các bạn gặp mấy cái xe van mà mấy xe nhỏ nhỏ hay là những cái xe mà
ô tô nó hay đậu cặp mé bên đường á, các bạn nhớ chú ý chạy tốc độ vừa vừa thôi nha, nhiều khi ngồi trỏng bắn tỉa không biết chừng á, hoặc là có mấy cái chòi ở gian lộ này che lại cái ngồi quay lưng bắn tốc độ, thường sẽ bắn ở bảng số xe của các bạn á. Nhất là mấy cái đoạn mà cho chạy 50 đó là hay bị dính lắm. Bởi nhiều anh em đi tour chung với mình á, cái khả năng mà bị công an bắt đó, nó thấp lắm. Còn nếu như mà đi chung với mình mà mấy anh em mà chạy không có theo cái lộ trình của mình đặt ra thì bị công an bắt bắn tốc độ là chuyện bình thường. Trước khi đi thì mình cũng có dặn là chỗ nào cần chạy nhanh, chỗ nào cần chạy chậm. Còn mấy cái đường lạ thì mình cũng không biết, cho nên là mình phải nhìn theo cái vị trí địa lý để mà mình chạy. Nếu như mà không có vấn đề gì hết á, thì có lẽ là mình sẽ tấp ngang qua bên đường, khui một trái sầu riêng để ăn cho nó đã cái nư cái rồi chạy về. Mình là fan của sầu riêng. Tối ngày hôm qua thì có hai bạn, một bạn thì mua cho đồ ăn giặt với lại cà phê, xong rồi nhắn tin shop bán đồ gửi qua cho mình, đã mua giùm rồi mà còn trả tiền giùm luôn nữa, ngại hết sức luôn các bạn. Rồi xong rồi tới 1 giờ mấy thì có một bạn, và bạn đó bữa đó là có gửi cho mình 3 trái sầu riêng Musankin ở trên Buôn Hồ gửi xuống tới với Bến Tre. Hôm nay thì bạn biết mình ra, thành ra là tối hôm qua tranh thủ là chạy qua giao lưu, thì sáng nay bận công việc cho nên không có qua được. 1 giờ mấy mà còn mướn xe ô tô chạy qua mình chơi nữa. Xong rồi anh em đi kiếm quán cà phê, quán nước ở quán gọi là quán bụi á các bạn, ở hình như là cái đó quảng trường của thành phố Buôn Mê Thuột sao á. Đấy là anh em ngồi nói chuyện cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ, xong rồi mới chia tay nhau. Hẹn hôm nào khi mà có một cái dịp mà mình đi mà gọi là đi tour đi chơi thôi, cái là chạy qua đó ghé nhà bạn chơi nhậu nhẹt đồ một bữa, xong rồi hôm sau lên đường cũng được. Nay thì mình đi tour theo cái dạng giống như là thoải mái là chính thôi, chứ không có chạy giống như kiểu là đi từ điểm này tới điểm kia rồi hâm hú trên đường. Thì chắc chắn là khi mà mình đi thì cũng sẽ có hâm hú trên đường rồi, nhưng mà chủ yếu mình sẽ giao lưu nhiều hơn với lại các bạn ở khắp mọi miền đất nước. Mấy bạn khách đó cũng toàn là khách hàng của mình không, mua hàng lâu năm lắm rồi, từ thời mà mình còn chạy chiếc Z900 cho tới bây giờ. Buôn Mê Thuột mà không có qua mấy cái rừng thông này quay thì quá tiếc luôn. Rừng thông này nó đẹp quá các bạn. Bạn nào mà lần đầu tiên đi quốc lộ 14 mà qua cái đoạn này thì chắc sẽ rất là thích. Nhìn cái cảnh nó xanh mát mà không khí nó trong lành đã lắm. Ở đằng sau lưng của mình thì mây đen quá trời rồi.
phía trước mặt thì cũng thấy hơi đen rồi đó, nhưng mà chưa tới nổi là nó mưa. Chưa xin nghe gì hết. Nó tầm 15 lít mà. À, 350. 15 lít. Đồng hồ nó báo là hết 15,4 lít. Thì vô cây xăng mình đổ là 15 lít thôi các bạn. Ai, bị ngu rồi. Những cây xăng mà đổ xong á, chạy xe nghe nó bốc lắm. Nhưng mà có những cây xăng đổ vô với chạy không nổi. Ví dụ cây này đổ xăng là chạy ok nè. Vừa qua cái trạm thu phí cái là có cây xăng Petrolimex là cây này ok nha các bạn. Cái rừng thông nè, đổ xăng một chặng 350 ngàn, ghê không?
Từ giờ về tới Sài Gòn đổ thêm một bình nữa cỡ 300 mấy giống vậy. Bây giờ nó đen hôi rồi, tí xíu nữa mà cái mít nó có bị hư nữa thì các bạn thông cảm nha, tại vì đi trời mưa thì thể nào nó cũng bị ẩm hết á. Vô làm chỉ cơm gà thôi, chạy hoài cũng vậy à. Vô ăn cái cho nó tỉnh táo, sáng giờ mình cũng chưa ăn sáng nữa. Có một cái trải nghiệm khá là tồi tệ với cái quán này các bạn. Sau này mà mấy anh em mà có đi ngang quốc lộ 14 thì né né cái chỗ này ra nha. Cơm gà đòi hông. Lý do tại sao đúng không? Thì mình xong xe ra đi rồi mình nói cho bà nghe. Căng tin đòi hông. Vô ăn cơm á thì đây nè, căng tin đòi hông cơm gà nè, km số 9 Trường Xuân nè, hầu như thì không có thấy xe máy tấp vô, kế bên doanh trại quân đội. Mình mới có điện thoại thành ra là lúc nãy mình quay cho các bạn xem cái vị trí đó, để mốt các bạn có đi mà xe máy thì không nên ghé. Về cái phần mà đồ ăn với giá tiền thì mình không có bàn tới rồi. Và ở trong cái chỗ bán cơm đó
thì nói chung là có cô, có mấy cô mà bưng bê, chủ quán thì là cũng là nữ mà đúng không, nhưng mà có một cái chú kia cũng là chủ quán ở trong đó luôn. Thì mình ăn á, thì bình thường các bạn thấy là đi quán ăn mà mình ăn xong mình ngồi mình nghỉ chút xíu mình mới đi, hoặc là mình ăn hơi lâu chút xíu cũng đâu có sao. Cái này á, mình ăn thì phải nói là nó hơi lâu một chút so với là những người bình thường, nhưng mà một cái phần ăn đó thì tương đối là nhiều. Thì mình vừa ăn vừa bấm điện thoại trả lời tin nhắn, thì trong cái lúc mà ăn thì sẵn thì tranh thủ luôn. Thì cái ông chú á, ổng mới kêu là ổng lại, ổng nói luôn là ổng tỏ thái độ luôn mà, ổng nói ăn xong chưa, nói nếu ăn xong rồi thì ra ngoài kia đi. Mà cái thái độ như kiểu là muốn đuổi vậy đó. Xong rồi á, cái đó xong mình cũng thôi thấy thôi, mình cũng ngồi hơi lâu rồi mà bàn có mình thôi kệ, mình cũng không nói gì hết. Soạn đồ rồi vô chuẩn bị mặc áo vô đi, cái ổng sau lưng á, ổng nói chuyện ở phía sau á, ổng lẩm bẩm rù rì ở phía sau, ổng kêu lâu quá rồi ăn có một phần mà ngồi lâu đồ các kiểu. Trời ơi, đúng bao nhiêu người ở cái quán đó luôn. Mà các bạn thử đi, mình ngồi đó mà mình nghe nha, mình đứng đó mình nghe, thì những người trong quán đó người ta có nghe không? Người ta nghe luôn các bạn. Xong rồi mình nói thôi đi luôn đi chứ tính tiền luôn, rồi xong mình tính tiền ra mình bước ra mình quay cho bạn xem á. Chưa thấy cái chỗ nào mà cái thái độ mà nó tệ tới như vậy luôn á. Ví dụ như bây giờ ngồi lâu cần thiết lấy thêm tiền đi, nãy giờ ngồi lâu quá lấy luôn 100.000, thôi ok trả 100.000 luôn. Trời này vô ăn á, đồ ăn là chưa xong luôn á, mình còn ngồi mình ăn thêm á, mà quanh ra là nói hẳn đuổi khách luôn vậy á. Giả man thiệt, lần đầu tiên mình đi ăn mà có cái quán mà thái độ vậy luôn á, hơi bị bất ngờ các bạn. Mình thì cũng không phải là dạng như là khó tính lắm, nhưng mà đối với những cái trường hợp vậy thì cần phải lên án thôi. Ít ra ví dụ như ra nói chuyện thì cũng đàng hoàng đi, con ăn xong chưa, nãy giờ con ngồi hơi lâu, quán đông khách sợ thiếu bàn, có gì con ra ngoài này ngồi nghỉ mệt hay gì đó. Rồi xong rồi thôi em đi vô, người ta ổng mới vừa nói luôn là mình kêu là rồi thôi ăn xong rồi tính tiền luôn, là tích tắc trong vòng rất là nhanh luôn á, mình phản ứng liền luôn, tức là khi người ta đã nói vậy thì coi như là người ta đuổi mình rồi đó. Thì mình móc tiền, mình hỏi nhiêu tiền, móc tiền ra trả rồi đi luôn, mình nói mình đi luôn chứ mình không ở lại nha. Vậy mà đi ra làm sao, to nhỏ làm sao á, hơi bị bất ngờ các bạn với cái cách mua bán kiểu đó. Thực tế thì ở bên trong đó thì vẫn còn ngồi, còn vẫn có bàn ngồi chứ không phải là full kính cứng nhắc mà không có, mà khách người ta đang chờ mà mình ngồi đó người ta không có đãi được khách khác á, vẫn còn bàn luôn chứ không phải là hết nha. Mà tỏ thái độ vậy các bạn. Lúc đầu á, mình thấy đồ ăn thì cũng ok, mình tính là tí xíu ăn xong ra mình cũng quay mình giới thiệu là quán đây bán đồ ăn rẻ ngon ok. Ai ngờ đâu tỏ cái thái độ đó thua. Quán đó là chỉ có xe tải vô ăn thôi, chứ còn thật sự mình chả thấy xe máy nào vô luôn á. Chắc mình mốt phải né mấy cái quán giống vậy ra quá. Từ Gia Nghĩa nè, từ Gia Nghĩa chạy lên đừng chút xíu là gặp cái quán đó đó. Anh xe hơi anh đi chợ, anh xách cái giỏ đi chợ từ ở Buôn Mê Thuột về tới thành phố, chứ con gà trong cái giỏ chết luôn á. Thấy con gà có vẻ đuối lắm rồi đó. Gà phơi nắng rồi chút xíu nữa mà mưa cái là gà phơi mưa, là gà trúng gió luôn. Đoạn này trong khu dân cư các bạn phải chạy chậm. Mình còn hai chốt nữa là sẽ ra khỏi địa phận Đắk Nông, xuống DT
741. Bữa nay mình về thì mình còn ghé ở bên chỗ làm bô để cái chỗ làm bô khác nha, chứ không phải chỗ làm bô của chiếc ẹt đâu nha. Hàng cái bát vô cái phần cổ clip on gắn lên cái sườn cho nó cứng. Đây có cái bảng hết khu dân cư rồi nè các bạn.
chạy vô chỗ Nam Nguyễn SC làm cái bát cổ vô xong rồi bây giờ mình đi từ ở Gò Vấp ra ha các bạn. 5 giờ chiều đường khá là đông. Xe đổ quá trời bạn. Xe không kiến rồi gắn mâm miết đồ bắt vô hết trơn. Mình thì bây giờ chạy hết nổi rồi, hết xăng chứ không gì. Thành ra mình phải chạy lịch sự nhất có thể. Đó, các bạn nhìn thấy không? Giờ nó báo là xài hết 16 lít 8 lít xăng rồi. Còn có 200 ml không biết là mình có ra khỏi con đường này được hay không nữa. Giờ mà chạy mà kiểu sốc nổi cái là bị dí cái là không có xăng chạy luôn. Ở đây là không có được chạy ra làng ngoài các bạn, chỉ chạy được làng trong này thôi đó. Đầu tiên mình mới chơi lèo các bạn, mình đi đúng 17 lít nè. Không biết là nó có hết xăng không nữa. Hy vọng là tới được cái cây xăng gần nhất. Sao mà mình run quá không biết nữa. Ráng nha con, đừng làm cho ta thất vọng.
nha các bạn. Còn một đoạn nữa mới tới cây xăng. Ai đời đi xe mô tô mà hết xăng không trời. Đổ từ trên trên cái đoạn trên Gia Nghĩa này thì phải á. Rồi xong rồi. Nên là còn khúc hy vọng là trên kia có cây xăng này, chứ để mà nó báo ảo trên đó đóng cửa rồi là thua luôn. Ây dạ. Lại ảnh để giùm cho mình một đoạn. Rồi tới rồi nè anh, cảm ơn anh nha. Rồi cũng mấy trăm mét thôi chứ không ít. Tự nhiên cái có ảnh đi ngược chiều lại, cái ảnh thấy cái anh đẩy kiểu như quế nhân trời, mà anh không có đi ngược chiều lại nha, và anh lại đi tiếp hẳn kìa. Đổ đi tầm 400 lần. Chị từ 17 lít đổ lần 400.000 vậy đó. Mấy chiếc CB500X đâu đâu rồi, ra đây. Hồi nãy hết xăng là tôi không có dám gáy nha. Bây giờ là đầy xăng rồi. Đúng 17 lít. 17 lít 3 nó báo trên đồng hồ là đổ vô là 17 lít. 400.000. Mà mình không hiểu tại sao lại có một cái anh mà ảnh đi ngược chiều. Thì đáng lẽ ra là ảnh đang có cái công chuyện gì đó ảnh mới đi ngược chiều lại. Đi ngược chiều lại xong rồi anh lại đẩy mình, đẩy mình xong cái anh đi thẳng tới luôn mà anh không có đi ngược chiều lại. Thấy hơi lạ đúng không? Sao mà tự nhiên cái có người giúp đỡ một cách lạ lùng vậy ta?